Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Vâng thưa quý vị, hãy chào đón sự trở lại của Phạm Lịch và Ngọc Sơn. Sexy lady, nhìn đằng xa thấp thoáng dừng những màu sắc sau tấm lụa rơi. Show me, ooh, let me show you, baby. Ai đó có cho em ngọt ngào bằng anh. Trên này chỉ dành riêng cho hai ta. Viên mới có em gái khác tránh ra. Say sưa hoài niệm về những thứ đã qua. Đừng nói với anh là anh ơi muốn về nhà. Cuộc sống của anh khi con chú có vẫn thế. Cuộc sống của anh khi con chú có vẫn vậy. Tình cảm của anh sẽ trên những cảm giác giống như những lúc anh flow theo điệu nhạc. Không biết phải làm thế nào để giữ em là của anh thôi nha. Rất là gợi cảm, cực kỳ sexy. Một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Ngọc Sơn và Phạm Lịch thưa quý vị. Quá tuyệt vời. Anh chàng xoáy ca đã nhận được giải quán quân của Bước Như Ngàn Cân 2015. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.